Người có tiền ăn một bữa cơm sẽ như thế nào? Chỉ một bữa sáng mà có đến 18 món. Bảo mẫu xếp hàng dài đứng bên cạnh, có người bóc tôm, có người rót trà, có người chỉ đứng nhìn bạn ăn, còn có quản gia riêng để bạn tùy ý sai bảo, sau đó nhắc nhở bạn uống thuốc đúng giờ. Nếu bạn không uống, ông ấy sẽ đuổi theo bắt bạn uống thì thôi. Được rồi, tôi uống. Tuy là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Go Group, tuổi tác của bà nội đã cao. Những người xung quanh đều nhăm nhe đến quyền lực trong tay bà, nhưng cuộc sống hàng ngày của Louis chỉ có mua và mua, ra vào các cửa hàng cao cấp khác nhau. Lúc vào cửa hàng kim cương cao cấp, hàng mới, hàng hiếm, hàng phiên bản giới hạn, đồng hồ hàng hiệu đều tùy tiện mua hết. Những thứ này giống như đều đang mời gọi anh vậy. Ông chủ cửa hàng vui vẻ còn tặng cho anh một chiếc quần lót thêu tên đính 18 viên kim cương. Nhưng ngày hôm đó, bà nội Louis đột nhiên trúng gió phải đưa vào viện gấp. Mấy cổ đông khác lập tức lên kế hoạch nuốt chọn tập đoàn. Trên đường lái xe đến bệnh viện, Louis đã bị một chiếc xe tải đâm phải. Cuối cùng đã được một cô gái nông thôn tìm thấy. Cuộc sống của Boxin cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Bà nội vừa qua đời, cô lần đầu tiên ngồi xe lửa đến thành phố, nên căn bản không biết lòng người hiểm độc thế nào. Trên tàu hỏa có một bà thím nhiệt tình hỏi cô có muốn ăn chút gì không. Mới ăn được mấy miếng, người phụ nữ lại nói mình bị nghẹn, bảo Boxin giúp mình đi mua một bình nước. Boxin không hề nghi ngờ, lập tức để túi xách xuống ghế rồi nhanh chóng chạy đi mua nước. Đợi đến khi cô quay lại, cả bà thím lúc nãy và túi đồ đạc của cô đều không thấy đâu nữa. Mà 2 phút trước xe lửa vừa mới dừng ở một trạm, không còn cách nào, Boxin chỉ đành lo lắng ngồi đợi xuống trạm tiếp theo. Khi xuống trạm, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm người có tiền. Đúng lúc một ông chú nhìn có vẻ giàu có đi qua, Boxin lập tức tiến lên chặn anh ta lại, sau đó vạch áo lấy ra gói đồ cô giấu trong người. Hóa ra mấy hôm trước khi Boxin được đài truyền hình phỏng vấn, đã may mắn đào được một gốc nhân sâm ngàn năm quý hiếm. Bây giờ trong người cô không có đồng nào, nên chỉ đành bán nhân sâm đi. Jung-won thấy thế liền lấy ra một tờ tiền đặt cọc, rồi bảo Boxin sau khi đi giám định xong sẽ trả cô nốt số tiền còn lại. Nhưng Boxin không có điện thoại nên ông chú đã đưa cho cô số điện thoại của mình. Boxin đến thành phố là để tìm kiếm đứa em trai mất tích của mình. Khi Boxin đi đến chân cầu thang một tòa nhà, liền nhìn thấy Louis đang mặc áo của em trai cô nằm đó. Lúc này anh đã mất hết ký ức trước đây rồi. Mặt khác, bà nội sau khi biết tin Louis gặp tai nạn qua đời, đau lòng đến mức bệnh nặng không dậy nổi. Bà chỉ đành giao lại quyền quản lý công ty cho giám đốc Baek Sun-woo, mà tất cả những điều này đều là âm mưu của ông ta. Vừa tỉnh lại, cháu trai của tập đoàn Go Group đã phát hiện mình bị mất trí nhớ. Một mình anh lưu lạc đầu đường xó chợ, còn bị một tên ăn mày đánh cho một trận. Boxin hỏi anh chiếc áo trên người lấy ở đâu ra, nhưng Louis hoàn toàn không biết gì cả. Boxin chán nản đi lung tung trên đường, Louis liền bắt đầu đi theo cô. Hai người nhìn thấy một chiếc ô tô nát bét đang bị cảnh sát cẩu đi. Người và xe đều nát đến mức không nhìn rõ hình dáng nữa rồi. Nhưng Louis không biết rằng đây chính là xe của mình. Đã 2 ngày anh không được ăn gì rồi. Nhìn thấy một bà thím bán đồ ăn bên đường, Louis chẳng nói chẳng rằng cầm lấy một chiếc bánh ăn ngấu nghiến. Boxin không còn gì để nói với anh nữa rồi, không có tiền mà cũng đòi ăn. Cuối cùng cô chỉ đành giúp anh trả tiền bánh. Bây giờ Boxin đang làm nhân viên dọn vệ sinh ở một công ty lớn, mà công ty này cũng chính là của nhà Louis. Ngày hôm đó Boxin bắt đầu làm việc, Louis sợ cô chạy mất nên cứ lẽo đẽo theo sau. Kết quả khi nhìn thấy 2 nhân viên đang ngồi một bên uống cà phê, cuối cùng Louis bị bảo vệ cứng rắn đuổi ra ngoài. Boxin mượn điện thoại của tổ trưởng để gọi cho ông chú, hỏi xem anh ta đã tìm người giám định nhân sâm chưa. Nhưng cô đã gọi rất nhiều lần rồi đều không nhận được câu trả lời chắc chắn. Lúc này giám đốc Baek ngồi trên xe ô tô đi qua, liền nhìn thấy bóng lưng của Louis. Cũng may ông ta chỉ cảm thấy quen mắt nên cũng không để ý nhiều. Boxin đưa Louis đến phòng tắm hơi công cộng, còn cô thì một mình đi làm. Khi Louis đang định nằm xuống đánh một giấc, lại vô tình phát hiện chỗ bên cạnh có tờ 50.000 won. Khi anh đang vui vẻ thì chị béo đi đến, cô ta khăng khăng nói rằng mình mất 100.000 won, hơn nữa còn chắc chắn là do Louis lấy trộm. Cũng may Boxin kịp thời chạy đến, mặc dù Louis chỉ nhặt được 50.000 won, nhưng chị béo nhất quyết không buông tha họ. Cuối cùng cô đành phải lấy tiền túi ra để trả cho cô ta. Buổi tối hai người cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi ăn mì hộp. Khi Boxin suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người đó chính là bà thím trên tàu đã trộm đồ của cô. Boxin lập tức xông ra ngoài bắt lấy bà ta. Người phụ nữ nhận ra Boxin liền sợ hãi đẩy cô ra rồi bỏ chạy. Boxin phía sau vẫn đuổi theo không buông. Người phụ nữ nhanh chóng chạy lên một chiếc xe buýt, thấy xe đã đóng cửa chuẩn bị rời đi, Boxin không đuổi kịp liền trực tiếp nhảy lên bám vào đuôi xe. Đến khi xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp, người phụ nữ mới phát hiện có gì đó sai sai. Boxin trực tiếp sử dụng chiêu hổ vồ lao đến bắt sống bà ta. Hóa ra người phụ nữ này cũng là vì tìm cháu trai nên mới đến Seoul. Bà ta trong lúc túng quẫn mới lấy trộm đồ của cô, nhưng Boxin
Maxim chỉ yêu cầu bà ta trả số tiền còn lại cho mình. Lúc này Louis vẫn đang ngồi ở cửa tiệm tạp hóa chờ Maxim. Đột nhiên có ba nữ học sinh đi đến trêu chọc, sau đó bọn họ bắt anh đến một chỗ vắng vẻ không người, rồi bảo anh đưa hết tiền ra đây, không có tiền liền đánh cho anh một trận. Trong đầu Louis đột nhiên lóe ra một cảnh tượng dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi. Vào thời khắc quan trọng, Boxing đã kịp thời xuất hiện ngăn cản bọn họ. Một nữ sinh định tiến lên khiêu khích liền bị Boxing đá cho một cái. Nhưng cuối cùng thì địch mạnh ta yếu, tiền của Boxing cũng bị bọn họ lấy luôn rồi. Bây giờ hai người không có một đồng nào cả. Lúc này Louis đột nhiên nhặt được một tờ tiền. Boxing một lần nữa gọi điện thoại cho Jungwon, nhưng lại không có ai nghe máy. Sáng sớm hôm sau công ty còn chưa bắt đầu làm việc, Boxing đã lén lút đưa Louis vào trong, sau đó để anh trốn vào nhà vệ sinh nam, còn mình thì đi làm việc. Một lúc sau, Jungwon mặc áo hoa hồng bước vào công ty. Trong nhà vệ sinh, anh ta nhìn thấy hành vi của Louis rất không bình thường, thế là liền hỏi anh làm việc ở bộ phận nào. Louis sợ bị đuổi ra liền điên cuồng bỏ chạy, cuối cùng cũng trốn được vào thang máy. Trùng hợp là con gái của giám đốc Beck Marie cũng đang ở đây. Từ nhỏ Marie và Louis đã quen biết nhau, nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông rất quen thuộc liền muốn gọi anh lại, nhưng thang máy vừa mở Louis đã chạy thật xa rồi. Khi về nhà, Jungwon phát hiện nhân sâm của Boxing đã bị bố mẹ mình bán mất rồi. Một người đàn ông không cẩn thận đánh rơi chai nước xuống đất. Jungwon bước vào công ty vừa đi còn vừa đọc sách, vậy nên không hề chú ý đến vũng nước dưới đất. Kết quả liền không cẩn thận trượt ngã sấp mặt. Anh ta tức giận gọi một nhân viên dọn dẹp bên cạnh, đang định mắng cho đối phương một trận, không ngờ lại phát hiện hóa ra là người quen. Boxing vừa nhìn thấy là Jungwon liền phẫn nộ giữ chặt cổ anh, rồi uy hiếp bắt anh phải trả tiền cho mình. Kết quả anh ta chỉ đẩy nhẹ một cái Boxing liền ngất luôn tại chỗ. Jungwon sắp bị cô làm cho tức chết rồi, cuối cùng anh ta chỉ đành đưa cô đến bệnh viện. Hóa ra Boxing bị suy dinh dưỡng bởi vì không ăn sáng nên mới ngất như thế. Lúc này tổ trưởng tổ quét dọn cũng đến thăm cô, thế là Jungwon liền đưa bà ấy đến nhà hàng để hỏi Boxing rốt cuộc là người như thế nào. Con bé đó rất trung thực, làm việc cũng rất chăm chỉ, cũng không có tiền bạc gì, suốt ngày mượn điện thoại của tôi để gọi, còn bị người ta lừa mất tiền. Không biết tên lừa đảo thất đức nào mới có thể làm thế với một cô gái. Ai nói là lừa đảo hả? Jungwon đi vào phòng bệnh, nhìn đôi giày đã cũ nát không ra hình dáng của Boxing. Anh liền đưa 5 triệu won tiền bán nhân sâm cho cô, sau đó quyết định cho cô đến làm việc ở bộ phận bán hàng của mình. Boxing sau khi có tiền, việc đầu tiên mà cô làm chính là cùng Louis đi chợ. Bọn họ không chỉ mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết, mà còn mua thêm rất nhiều quần áo. Dưới sự thúc đẩy của Louis, Boxing lại mua một chiếc điện thoại mới. Khi về nhà, Boxing đang giặt đồ thì phát hiện quần lót của Louis có thêu tên, hơn nữa trên đó còn đính rất nhiều viên đá lấp lánh. Mặt khác, khi về nhà, Marie đã nói chuyện mình nhìn thấy một người rất giống Louis cho bố nghe. Ông ta nhớ đến hôm trước cũng từng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, liền bắt đầu lo lắng bất an. Nhưng rõ ràng Louis đã bị xe tải đâm trúng, hơn nữa chiếc xe cũng bốc cháy ngay lập tức. Ông ta chỉ có thể tự an ủi bản thân Louis đã chết rồi. Ngày hôm sau, Louis đến mấy cửa hàng trong trung tâm thương mại để hỏi về nhãn hiệu chiếc quần lót của mình. Nhưng khi vạch quần ra, nhân viên lại tưởng rằng anh là biến thái đuổi đi. Lúc này vợ của giám đốc Beck đang đi mua sắm, nhìn thấy Louis dựa vào kính liền bị dọa sợ hãi. Lẽ nào người bà ta vừa nhìn thấy thật sự là Louis sao? Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú thì hãy comment để Ad làm tập tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Goodbye mọi người, tôi đi nấu cơm đây.